Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay bên shop giới thiệu các bác đó là ngô ngọt vàng của Thái Lan hàng cân nha. Một túi này sẽ là 1 cân này các bác này. Đó, đây này. Một túi này là 1 cân luôn nha. Đó. 1 cân luôn luôn. Đây, ngô ngọt vàng. Bác nào mà có nhu cầu mua nhiều ấy thì bên shop sẽ gửi gói 1 cân này cho chúng ta trồng nhá. Đó, các bác nhà vườn trồng hoặc là các bác trang trại trồng thì chúng ta sẽ trồng trồng cái gói này thì nó sẽ được nhiều hơn. Đây, hàng này là hàng của Dynamic Seed nha. Đó, một túi này là 1 cân luôn. Đây, các bác nhìn không? Đó, hàng nguyên bao bì Thái đấy. Đây. Đấy, một túi là 1 cân luôn này. Bao bì ra đóng rất là chắc chắn luôn nhé.